về những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Tỵ về âm lịch. Với những người phương Đông thì luôn tin rằng ngày sinh tốt đó là niềm may mắn nhất trong cuộc đời, bởi số phận cũng nhờ đó mà có những điểm thuận lợi suôn sẻ hơn. Thế nên với những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Tỵ chính là gợi ý cần thiết cho những người muốn sinh con vào năm Tỵ. Với những ngày sinh tháng đẻ của một người có thể sẽ tiết lộ về cuộc đời của người đó. Ngày sinh tốt nó đồng nghĩa với những cơ hội tốt số cũng nhiều hơn. Ngày sinh đại cát của người tuổi Tỵ là những ngày đẹp, và xin chúc mừng nếu bạn được sinh ra vào những ngày sau đây. Và hơn hết, đây sẽ là một người thông minh tham khảo dành cho các bậc cha mẹ khi lựa chọn sinh con vào năm Tỵ. Thứ nhất là những ngày sinh tốt nhất của người tuổi Tỵ. Một là người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 1 thì có cuộc đời hanh thông và suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít, thành nhiều nhưng bại ít. Với mệnh tướng thì cát tường, người này thường xuyên gặp nhiều may mắn, luôn có cơ hội để thể hiện về bản thân và được người khác hỗ trợ thành đạt trên con đường sự nghiệp. Thứ hai là người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 10 là người có cá nhân thiên tướng, cũng là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền có thế, trong việc kinh doanh thì rộng rãi, tiến chức nhanh một cách chóng mặt, tài lợi phong phú, cuộc đời thì vừa có chức lại vừa có tiền, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm áo và gạo tiền. Thứ ba là người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 17 là người mệnh mang quang tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh về tổ tông, rất hiểm hách về gia môn. Người này mưu sự thành công, quyền chức thì vang danh, có số đứng trên nhiều người khác. Về thứ tư là với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 18 là người có gia vận thịnh vượng, tài lợi dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống luôn vui vẻ và an nhàn, một đời an yên và tốt lành, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay là buồn phiền nhiều. Về thứ năm là người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 20 là người có gia nghiệp thịnh vượng, tài lộc dồi dào, công thành danh toại, xa gần đều nổi tiếng. Người này là người có chức có quyền, tài năng xuất chúng và đạt được nhiều thành tựu, khiến cho người khác luôn trầm trồ và ngưỡng mộ. Về thứ sáu là người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 23 là người thông minh hiếu học, dũng cảm can trường, cũng là người có tài trí hơn người, cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió và đạt được những thành công trên con đường sự nghiệp. Thứ bảy là người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 25 là người thông minh hiền năng, nhanh nhẹn hoạt bát, cũng là một anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, trong cuộc đời luôn vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Về thứ tám là người tuổi Tỵ sinh vào ngày 30 là người có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi, cũng là người thành đạt vang danh, tài lợi thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải lo nghĩ. Thứ hai là xem bói ngày sinh cho những người tuổi Tỵ về những ngày bình thường. Ở trên thì với những ngày sinh tốt của người tuổi Tỵ, nó báo hiệu cuộc đời có nhiều hanh thông và may mắn. Vậy thì còn những ngày sinh khác có những đặc điểm gì nổi bật và đáng lưu ý? Về xem vận mệnh cho người tuổi Tỵ theo ngày sinh về âm lịch. Về người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 2 là người thông minh nhanh nhẹn, hiền lành đức độ, cũng là người đa tài đa nghệ, tuổi trẻ thì bình thường, an ổn, tuổi già đại cát, cuộc đời thì luôn tiến về phía trước và phát triển không ngừng. Với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 3 là người có vận trình muộn phiền nhấp nhô, không nơi nương tựa, không thể dựa vào gia đình và cha mẹ anh em thì không giúp đỡ, tuổi trẻ gặp nhiều vất vả, tuổi già mới được hưởng phước. Còn người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 4 là người không có tài giao lưu hay là nói chuyện, nên thường xuyên gặp những khó khăn trong sự giao tiếp, chơi với bạn bè luôn chịu thiệt thòi, cuộc đời gặp nhiều rủi ro làm mất chí khí, nên hãy đề phòng gặp những chuyện sai lầm trong cuộc sống. Còn người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 5, một đời vui vẻ thoải mái, ung dung sung sướng, mệnh mang sự đào hoa, đường nhân duyên rất vượng, hãy chú ý gặp nhiều điều thị phi, đàm tiếu, nhất là hãy đề phòng nạn tiểu sắc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Với người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 6
là vận trình cát hung họa phúc đan xen, cũng là người chìm nổi bất định, thành thì ít, bại thì nhiều. Nếu có thể xa quê phát triển, đi làm ăn xa thì mới phát triển và đạt được những danh lợi và thành đạt sự nghiệp rạng rỡ. Còn người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 7 là người có mệnh tọa đào hoa, đường nhân duyên cực vượng. Người này là người phong lưu đa tình, yêu nhiều quen nhiều, tiền bạc vào túi thì đi ra hết, chi tiêu không hợp lý nên không có tài sản tích lũy, tuổi già khó khăn, không được hưởng phúc cũng không nơi nương tựa. Còn người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 8 là người vận mệnh nửa mừng nửa lo, có hung có cát, có vui có buồn, tiền vận không tốt, hay gặp tai họa. Tuổi thanh niên thì phiền muộn vất vả, nhấp nhô trắc trở, từ trung vận thì tạm thời ổn định hơn. Còn người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày mùng 9 là người số gặp chuyện thị phi, thường xuyên gặp chuyện giàn pha và tai tiếng, mưu sự thành nhiều nhưng bại ít, không có đường thuận lợi, có nhiều rủi ro rất lớn và số phận thì khổ, rất mệt mỏi trong cuộc sống. Người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 11 là người cát hung đan xen, họa phúc song song, cũng có lúc gặp chuyện tốt nhưng cũng không ít chuyện phiền muộn và trắc trở, phải bôn ba và di chuyển khắp nơi. Với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 12 thì nên xuất ngoại thì phát triển tốt, sự nghiệp rạng rỡ, thành gia lập nghiệp thành công. Cũng là người có số tay trắng lập nghiệp, tự mình cố gắng, không có ai trợ giúp. Còn với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 13 cũng là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi Tỵ, cuộc đời phong lưu sung sướng, tiền vận bình thường, trung vận phát đạt, tuổi già thoải mái ở phước cả đời thì ung dung, không có chuyện gì bận tâm và lo lắng. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày 14 là người có đường hôn nhân rất tốt, vợ chồng tương thân tương ái, có thể cùng nhau trợ giúp bạn đời cùng phát triển, cũng có hy vọng phát đạt giàu có, tài lộc đầy đủ, người này không lo nghèo đói. Với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày rằm, tức là sinh vào ngày 15 âm lịch, thì sự nghiệp như ý, công việc thuận lợi, có thể sẽ tích lũy về tài sản, gia hưng nhân vượng, con cháu đông đúc và thuận hòa. Điểm duy nhất cần đề phòng đó là gặp chuyện khó khăn và gian nan, nên chọn đường dễ, không cần đâm quàng bụi rậm. Còn người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 16 là mệnh cách không thuận lợi, gặp nhiều tai nạn và hung hiểm, đường nhân duyên lạnh nhạt, không có người kề cận và chia sẻ, người này một đời cô độc. Còn người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 19, mặc dù khổ cực vất vả nhưng cũng được hưởng phước, không cần phải lo cái ăn cái mặc, đường tài chính đầy đủ, cũng có danh có vọng, sự nghiệp khởi sắc, trong công việc thuận lợi, càng cố gắng thì càng thành đạt. Người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 20 thì tiền vận không tốt, trung vận khởi sắc, bắt đầu phát đạt, tuổi trẻ thì vất vả và bôn ba, từ trung vận thì chuyển đổi hanh thông hơn và suôn sẻ hơn. Với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 22 là người có số mệnh tha hương, rời nhà lập nghiệp, bốn bể là nhà, không ổn định trong cuộc sống, trung niên thì tài vượng, tài lộc đủ dùng, càng di chuyển nhiều thì càng phát đạt. Với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 24 là người mệnh mang đào hoa, thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt, cả đời vui vẻ và hạnh phúc trong chuyện ái tình, hưởng đầy đủ nhưng tài lộc thì không tụ, khó tích lũy được tài sản trong cuộc sống. Còn với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 26 thì một đời khổ sở và phiền muộn, nhất là thời trẻ, vô cùng bôn ba vất vả, đến trung vận thì đổi đời, cũng có chút ít cải thiện hơn, sự nghiệp ít thành đạt, con cái đông đúc và hòa thuận, cuối đời có sự sung vầy. Người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 27 thì cuộc đời trùng trùng mạo hiểm, xung quanh có nhiều chuyện khó lường, không được bạn đời trợ giúp, với vận trình nhấp nhô và trắc trở, nữ mệnh thì có số tốt hơn nam mệnh. Với người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 28 thì cát hung song hành, có họa có phúc, cuộc đời nhiều lần chuyển đổi một cách bất ngờ, cũng là người nhanh mồm nhanh miệng nên rất dễ vướng họa thị phi, thường xuyên gặp tai tiếng, với đường con cháu thì tốt lành đông đúc nhưng rất hòa thuận. Còn người tuổi Tỵ mà sinh vào ngày 29 thì trời sinh một số đào hoa, đường nhân duyên với người khác phái vô cùng thịnh vượng, có một đời phong lưu nhưng không tích lũy được tiền tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, với nữ mệnh có số tốt hơn nam mệnh.
Trên đây là những thông tin về những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Tỵ, không chỉ giúp cho bạn đọc biết về vận trình của mình mà còn có thể tham khảo để chọn những ngày sinh tốt nếu có ý định sinh năm Bé và năm Tỵ. Và bên cạnh những ngày tốt nhất thì có một số ngày cũng tương đối đẹp khác, cũng là một trong những phương án không tồi. Với những kiến thức về tất cả các ngày sinh khác sẽ giúp cho bạn đón các chánh hung và phát huy điểm tốt, đó là hạn chế những khuyết điểm của vận trình trong cuộc sống. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.